Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Thưa đại chúng, như hồi trưa hỏi là quý vị muốn Pháp Hòa chia sẻ về cái gì, thì quý vị nói là cái gì cũng được. Thì thôi, cái gì cũng được thì giờ nói đại, biết gì nói nấy. Hôm nay Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng một cái bài kinh ở trong Kinh Trung Bộ. Cái bài kinh này có cái tên là Bố Dụ. Bố Dụ mình dịch là thí dụ tấm vải, tức là Phật đem một cái miếng vải ra Phật ví dụ. Và đại chúng biết là trong kinh, trong Tam Tạng kinh điển, người ta chia thành 12 bộ kinh. Thí dụ như là Trường Hàng, Trùng Tụng, Cô Khởi, Thí Dụ, Nhân Duyên, Vô Vấn Tự Thuyết, Phương Đẳng, Vị Tằng Hữu, Kệ Tụng, vân vân. Thì chia ra 12 bộ kinh. Thì cái kinh mà chúng ta tối nay chúng ta sẽ học là cái kinh, là một trong những 12 bộ. Thì đó là kinh thuộc về loại thí dụ, tức là Phật đem cái miếng vải ra mà Phật ví dụ, thì gọi là kinh ví dụ. Thí dụ như kinh A Di Đà thì thuộc là dạng kinh gì? Vô vấn tự thuyết, tại vì đâu có ai hỏi đâu, phải không? Tự nhiên vô trong kinh, quý vị thấy không? Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại xá vệ quốc, kỳ thọ cấp cô độc viên, giữ đại tỳ kheo tăng, thiên nhị bán ngũ thập nhân câu, giai thị đã la hán chúng sở tri thức. Rồi nhĩ thời Phật cáo trưởng lão Xá Lợi Phất, tức là lúc bấy giờ Phật kêu ngài Xá Lợi Phất, ngài nói. Chứ là không ai hỏi, mà không có nhân duyên gì hết, thì tự nhiên Phật nó kêu, Phật nói lên như vậy. Thì những kinh như vậy gọi là kinh vô vấn tự thuyết, tức là không ai hỏi mà Đức Phật tự nói. Còn cái kinh mà chúng ta học tối nay gọi là kinh thuộc về loại ví dụ. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Xá Vệ, tại Kỳ Đà Lâm, vườn cấp cô độc, lúc bấy giờ Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn, các vị tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: này các tỳ kheo, như một tấm vải cấu uế nhiễm bụi, một người thợ nhuộm nhúng tấm vải ấy vào thuốc nhuộm này hay thuốc nhuộm khác, hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, vải ấy sẽ được nhuộm màu không tốt đẹp, sẽ được màu nhuộm không sạch sẽ. Vì sao vậy? Này các tỳ kheo, vì tấm vải ấy không được sạch. Cũng vậy, này các tỳ kheo, cõi ác chờ đợi một tâm cấu uế. Này các tỳ kheo, như một tấm vải thanh tịnh, trong sạch, người thợ nhuộm nhúng tấm vải ấy vào thuốc nhuộm này hay thuốc nhuộm khác, hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tía, tấm vải ấy sẽ được nhuộm màu tốt đẹp, sẽ được màu nhuộm sạch sẽ. Vì sao vậy? Này các tỳ kheo, vì tấm vải được trong sạch. Cũng vậy, này các tỳ kheo, cõi thiện chờ đợi một tâm không cấu uế. Có nghĩa rằng Đức Phật nói ví như một tấm vải, một người thợ nhuộm muốn đem cái tấm vải nhúng màu xanh, màu vàng, màu đỏ, thì trước hết người thợ nhuộm đó phải đem tấm vải làm gì? Đi giặt trước. Đem tấm vải đi giặt. Một khi tấm vải đã được giặt sạch rồi thì tấm vải đó muốn nhuộm bất cứ màu gì cũng được, rất đẹp và rất sạch. Còn nếu như tấm vải dơ mà không đem đi giặt, mà đem đi nhúng vô màu, thì có ra đi nữa thì cái màu nó cũng không được, không được đẹp, không được trong, không được sạch. Cũng như vậy, cái tâm của chúng ta nếu mà không được tẩy trừ những cái cấu uế,
những cái phiền não, những cái bụi bặm đi, thì sao? Thì chúng ta không tiếp nhận gì được nữa hết. Giống như hồi sáng mà trước khi mà khóa tu đó, mình nói đó, cái tâm mình nó đầy những cái phiền giận là ly nhi lít nhít, thì giờ chúng ta cần tẩy nó ra. Mà muốn tẩy nó ra thì chúng ta làm gì? Tụng kinh, niệm Phật, học kinh, thì làm như vậy để tẩy những cái kia ra. Thì đây Phật ví dụ như vậy, nếu một tâm mà dơ bẩn thì không thể nào mà học thêm được cái gì nữa hết. Giống như mình đốt hương nè. À, quý vị có nhớ cái câu chuyện mà trong góp nhặt cát đá đó, mở cái câu chuyện đầu tiên ra thì có hai, có một thiền sinh, một người đệ tử đi đến tìm một vị thầy để mà học hỏi. Thì khi mà vị thầy đó mời uống trà thì cái ông thầy lấy cái chung trà pha bình trà ngồi rót, rót hoài, rót mãi, đến khi cái ly trà nó đầy, đầy rồi mà vị thầy vẫn rót, thì người đệ tử mới nói: thầy ơi, trà đầy rồi mà sao thầy vẫn rót? Câu chuyện nó kết thúc như vậy thôi. Cái câu chuyện đó nó nói lên cái gì? Nếu chúng ta tu học, nếu chúng ta đến học hỏi Phật Pháp mà trong lòng của chúng ta nó chất chứa quá nhiều những cái sở học của mình, thì giống như cái chung trà đầy vậy đó, chúng ta không học thêm được gì nữa hết. À, mà giờ ông muốn tới đây ông học với tôi thì trước hết ông phải nên như cái chung trà, không có một miếng trà trong chung, rồi bao nhiêu tôi rót thì ông sẽ nhận được. Còn ông tới đây, ông tới đây ông chỉ thách đố với tôi thì cái chuyện tôi nói ra nó cũng dư thừa, không có gì mà hay ho nữa hết. Ông đầy rồi, à ông đầy rồi đâu cần gì nữa. Thì giống như cái ly trà tôi đã rót đầy mà tôi để cho nó tràn ra vậy đó, vô nữa cũng vô bổ. À, trong cái hương mà chúng ta thắp đó, giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương, và cuối cùng là giải thoát tri kiến hương. Mà giải thoát tri kiến hương là sao? Là giải thoát những cái sở học, cái sở biết của mình, thì cái đó mới thật là một cái hương hoàn toàn dân cúng Phật. Hồi nãy là giải thoát hương rồi, bây giờ phải giải thoát luôn cái tri kiến hương nữa thì mới được. Thí dụ như bây giờ khi mà chúng ta mới bắt đầu vô tu thì tâm mình nó hay lăng xăng lộn xộn, thì quý thầy dạy mình á, đi đứng nằm ngồi nên có sâu chuỗi ha. À, Nam Mô A Di Đà Phật mình bấm hột, hay là A Di Đà Phật bấm hột, A Di Đà Phật bấm hột. Thì mai chiều mốt nọ mình tới một cái nơi nào đó mình không có chuỗi, mình ngồi mình khóc ròng, hỏi sao vậy? Trời ơi, tôi muốn tu, tôi muốn niệm Phật mà nó không có sâu chuỗi. Như vậy là chưa giải thoát cái tri kiến, cái mà mình cho nó là cứu cánh đó, chưa phải. Thì giờ không có sâu chuỗi thì ngồi bấm đốt tay nè. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là ba rồi phải không? A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ bấm riết đủ 15 lóng, 14 lóng rồi cái trở lại nữa, giải thoát. Giống như khi mà chúng ta, giống như Pháp Hòa lúc mới qua đây, ngày trước, ngày hôm sau là ở nhà thờ Phật, làm bằng thờ thờ Phật, mà lúc đó mình mới qua mà chưa quen biết với ai hết, mà chợ búa lúc đó mình không biết gì hết. Làm lễ an vị Phật, lấy cái lon bơ đó, xúc miếng gạo lên làm cái lư nhang, à, rồi lấy hai cái dĩa đựng hai cái đèn cầy màu trắng, chứ cũng được cái đèn cầy đỏ nữa, không nhang, không có gì hết, chỉ vậy thôi mà làm lễ ăn, làm lễ thượng Phật lên thờ, có làm sao đâu. Mà nếu chúng ta cho rằng phải như vậy mới đúng, phải như kia mới đúng, phải rồi, chứ không có sai. Nhưng mà khi mà chúng ta đạt tới một cái chỗ tuyệt nữa rồi á, thì giải thoát luôn những cái tri kiến đó. Những cái gì mình hiểu, mình cho nó là chân lý rồi đó, đừng có chấp nó nữa, giải thoát nó luôn thì mới được. Thì cũng như vậy, một cái tâm mà nếu mà nó đã đầy những cái dơ uế rồi, cái những cái sân giận phiền não rồi, thì giờ có nói thêm gì nữa cũng vô ích. Giống như một cái người mà cố chấp á, quý vị biết cố chấp không? À, nhớ cái chuyện năm rồi không, có một vị lên đây rồi con đám cưới mà không có đồng ý đó, bao nhiêu người nói có nghe đâu. Quý vị thấy khi mà mình nhìn cái đó là mình đã thấy quá là cố chấp. Pháp Hòa nói không được, mấy sư cô nói không xong, Phật tử 5-7 người nói không được, thầy trụ trì xuống nói cũng không được luôn.
Rồi để sau này mình mà chỉ một cái tâm cố chấp nhỏ nhặt như vậy đó, rồi sau này đó ăn làm sao, nói làm sao, làm sao dạy dâu, dạy con, dạy rể, dạy cháu. Không được. Vậy cho nên có đôi lúc mình làm một cái chút gì đó mà nó sau này mình phải hối hận vô cùng. Ha? Vậy cho nên để tiếp cái này thì mình mới thấy nè, Phật nói rằng nếu như một tấm vải mà còn những cấu uế thì không được. Tâm còn những cấu uế thì không thể nào tiến lên trên bờ giải thoát tu hành được. Thì bây giờ mình mới kiểm lại nè, tâm mình nó bao nhiêu thứ đây nè. Sơ sơ thôi nha, cái này là điểm, cái này là Phật điểm nhẹ nhẹ, phớt phớt vậy thôi. Giống như pizza mà trước khi đút vô lò mà lấy sauce cà nó phớt phớt lên rồi rải cheese lên thôi, chứ nó cũng chưa có đậm gì lắm. Đây mình mới thấy nè, thứ nhất, căn bản phiền não nó có gì? Tham. Tham không cần nói nữa, khỏi nói cái đó, tại vì cái đó mình thường nghe nhiều quá rồi, phải không? Nhờ sơ sơ á, mình mới thấy á, mình có những cái tham căn bản. Tham á, nó cũng nhiều thứ tham lắm, phải không? Nhưng mà trong đó nó có tham dục, tham tham ăn, tham ngủ, tham tài, tham sắc, tham danh. Như hồi trưa mình học đó, tham danh đó, danh này, danh kia, danh trưởng ban này, trưởng ban kia. Mà những cái đó là mình coi nó lớn lắm, có thể là mình vô khuôn, mình để lên mình thờ nữa. Là thì trong đó có một cái dục nữa gọi là tham ái. Tham ái thì Phật đưa ở trong kinh đó, Phật đưa ra 8 cái ví dụ để chỉ cho cái tham dục nó nguy hiểm. Thứ nhất, giống như cục xương trần, Phật ví dụ trong kinh như vậy đó. Tham ái như cục xương trần, quý vị biết xương trần không? Ở đây nó có bán những cái cục xương cho chó gặm bằng nhựa đó. Con chó nó cứ gặm hoài ông quỷ mà không bao giờ tan được cái cục thịt đó, phải không? Thì Phật ví dụ ái dục nó giống như cục xương nó vậy đó, ngậm hoài không bao giờ mòn, mà nếu có mòn đi nữa mòn răng cho tới chết, chứ còn cục xương không bao giờ hết. Thì cái ái dục nó cũng như vậy, nó hoàn toàn không có bổ béo, không có gì hết, mà chúng ta bằng lòng làm một cái người ngậm cái cục xương trần đó. Nói nghe thì nó có vẻ nó hơi cái ấy, nhưng mà không phải Pháp Hòa nói, đây là Phật nói, phải không? Phật nói ái dục thứ nhất như một cục xương trần, thứ hai như một miếng thịt sống. Như một miếng thịt sống là vì á, cục thịt sống mà để đó thì con chim nhỏ nó tới nó ăn miếng thịt đó, thì con chim lớn vừa thấy một con chim đã ngon miệng con chim lớn rồi, lại thêm một miếng thịt nữa, thành thử con chim lớn nhất định phải tới ngoạm cái con chim kia ăn một lượt hai thứ thịt, vừa thịt chim mà vừa thịt của một con vật khác nữa. Phật ví dụ ái dục như một miếng thịt, như một miếng thịt sống. Cái thứ ba mà Phật ví dụ là một bó đuốc đốt bằng rơm mà đi ngược gió. Thí dụ như một cái bó rơm mình cầm mà mình đi ngược gió thì nó làm sao? Nó bay ngược lại mình. Phật ví dụ ái dục như một cái bó đuốc bằng rơm mà đi ngược chiều gió. Cái thứ tư mà Phật ví dụ ái dục như một cái hố than hầm. Quý vị biết hố than hầm á, Pháp Hòa thì chưa thấy nhưng mà nghe kể thôi. Để thí dụ như những cái người cùi á, mà tới giờ mà nó lên cơn ngứa của họ đó, thì họ tới cái lò lửa họ hơ, có phải vậy không? Họ hơ mà khi cho nó nóng lên nó đã ngứa lắm, thay vì gãi thì nó chảy nước vàng, chảy máu, chảy mũ. Thì họ hơ ở trên cái lò than đó, nó đã ngứa dữ lắm, nhưng mà rồi lát nó ngứa nữa. Thì ái dục nó cũng như vậy, nó sung sướng, nó đã một chút như vậy, nhưng mà rồi lát cái là chúng ta vẫn khổ đau tiếp tục. Cái thứ năm là một con rắn độc. Ái dục như một con rắn độc. Một con rắn độc á, thì lúc nào ở trong cái mình của nó cũng có những cái chất độc. Quý vị thấy người ta uống máu rắn chưa? Hôm trước có một cuốn phim nó quay ở bên Việt Nam á, quay những quán nhậu của ba miền. Thì trong đó có quay cái quán nhậu ở Sài Gòn, thì mình thấy á, những cái món ăn rất độc đáo. Họ ăn uống máu trăng, uống máu rắn gì không biết nữa. Thì quý vị biết không, họ chọc con rắn,
Mới đầu họ thò vậy nè, chọc cho con rắn nó ngóc cái đầu nó vậy. Thì khi mà con rắn nó tức á, thì bao nhiêu cái độc đó nó dồn lên đầu. Phải không? Thì con rắn là nó khi mà nó tức lên á, thì bao nhiêu cái máu độc nó dồn lên đầu. Thì khi mà con cái máu độc nó dồn lên đầu á, thì cái người kia mới ngoạm lấy cái cây dao thật là nhọn, phục ngay cái đầu nó, chĩa nó xuống dưới bàn vậy nè. Rồi nắm cái miệng nó, cái khứa cổ nó, cái dắt máu ra nguyên đóng hổi vậy rồi ngồi uống. Tức là độc nó lên trên đầu hết rồi. Tại vì con rắn nó chứa độc ở trong đó đó. Mà người ta muốn uống máu con rắn là trước hết là người ta phải dụ cho con rắn nó tức lên, để nó đưa hết những cái máu độc nó lên trên đầu, rồi lúc đó mới uống máu con rắn. Còn mà họ ăn thịt dơi đó, là họ để, họ bẹt hai cái cánh con dơi ra trên thớt vậy nè, thấy không? Rồi họ chặt cái phục ngay cái đầu nó, cái hành lộn cái da nó ngược lại, cái kéo cái rột cái toàn bộ cái mình con dơi nó ra hết nguyên bộ lông vậy nè. Rồi họ dục vô cái chảo, họ chiên ra còn ăn như vậy. Hôm trước có cuốn phim họ quay như vậy đó. Gọi là vậy mà cũng gọi là những cái hay cái đẹp của Sài Gòn. Ăn những cái thứ mà dễ sợ như vậy, chưa hết, đủ thứ ăn hết, ăn mèo, ăn cả ăn chó. Ăn đủ thứ ăn, họ quay toàn là những cái món ăn mà nghĩa là thứ thiệt không à. Giống như phóng mình mà nghe kể ở gì ở bên tàu mà họ ăn ốc khỉ vậy đó. Họ để con khỉ vô trong cái lồng mà niềng cái đầu con khỉ vậy nè. Rồi cái kêu cái món ốc khỉ ra, cái để con khỉ trước mặt vậy, cái ổng lấy cái cây dao phai bén thật bén, cái phụp ngang cái đầu con khỉ vậy nè. Cái con khỉ nó nhăn ra cái là múc cái ốc con khỉ ăn vậy gọi là bổ. Bởi cho nên sau này ai nhăn tới nên mày làm gì nhăn như khỉ đó là tại vì con khỉ mà nó bị phụp ngang cái đầu nó đau lắm chứ. Mà quý vị thấy con khỉ gì đâu có mập mạp gì, nó khô đét mà ốm nhôm nhách mà nó nhăn răng ra khi mà bị phụp ngang cái đầu đó. Thì sau này ai nhăn á, người ta hay nói là làm gì nhăn như khỉ là tại vậy đó. Thì mình mới thấy á, là ái dục Phật ví dụ như thứ nhất là như một miếng xương trần, thứ hai như một miếng thịt sống, thứ ba là như một cái bó đuốc bằng rơm đi ngược gió, thứ tư là giống như một con, một cái hố hang hầm, thứ năm là giống như con rắn độc, thứ sáu là giống như một giấc mộng. Giấc mộng thì đâu có gì thật đâu, phải không? Đã nói là mộng mà thì không bao giờ có thật được hết. Rồi cái thứ bảy là giống như của vay mượn, cái gì của vay mượn thì không phải thật của mình. Cái thứ tám là giống như một cây sai trái, tại vì khi mà cây sai trái á, thì người ta sẽ tới, người ta bẻ, người ta bứt, người ta làm đủ thứ hết để cho cái cây đó, thì khi mà người ta, cái cây mà bị người ta thọt nhiều quá thì cái cây đó nó cũng bị trụi. Cũng như vậy, nếu mà chúng ta ăn chơi nhiều quá thì chúng ta cũng không còn gì hết, thân tâm của chúng ta mệt nhòi. Mà nếu chúng ta chạy theo danh lợi thì chúng ta cũng mệt nhòi. Giống như Pháp Hòa làm cái bài thơ: ô kìa ánh trăng vằng vặc, long lanh trên áng mặt hồ, trẻ thơ nâu đùa nhau xuống, giựt dành trăng sáng lô nhô. Một hôm mà mình đi ngang cái Dũng Sình, mình thấy trăng nó dọi dưới đó, thì Pháp Hòa làm bài thơ đó: ô kìa ánh trăng vằng vặc, long lanh trên áng mặt hồ, trẻ thơ nô đùa nhau xuống, giựt dành trăng sáng lô nhô. Dành hoài sao chẳng được trăng, vớt hoài mà sao chẳng được. Thân tâm lũ trẻ mệt nhòi. Giống như những cái đứa nhỏ đó, nó thấy trăng ở dưới cái bờ suối, nó xuống nó dành nó giật, nhưng mà có được không? Không bao giờ được. Trăng ở dưới nước làm sao dành giật được, phải không? Vớt hoài mà không được trăng, dành hoài mà không được gì hết. Ta sống trong đời ảo mộng, lợi danh che lấp chân tâm, suốt đời rủi dông tìm bắt, trắng tay phút cuối thật lòng. Tranh chi vần trăng dưới nước, chấp chi vọng nguyệt long lanh, lợi danh vần trăng chẳng thật, sao ai mê mãi giật dành. Mà chúng ta bận rộn những cái thứ đó, và chúng ta khi mà một khi mà mình muốn cái gì rồi thì mình chạy theo, mà hãy chạy theo thì suốt đời không bao giờ mình có thời giờ mình rảnh hết. Chẳng hạn như mình nói cái ví dụ nhỏ thôi, là tức là quý vị chờ rảnh để tu đó. Quý vị chờ có thì giờ rảnh để tu, có bao giờ quý vị rảnh đâu. Hết chuyện này tới chuyện kia, hết chuyện kia tới chuyện nọ. Giống như quý vị bên Mỹ mà
kêu Pháp Hòa mấy thầy kêu qua chơi, qua dự những khóa tu vậy đó, quý thầy tổ chức rồi kêu qua vậy đó. Nói dạ thầy để cho con xong công việc. Mấy thầy nói tôi có thấy ông khi nào ông rảnh đâu, lúc nào ông cũng có việc hết, thành thử thà là đi thì đi quách chứ đừng có chờ. Chùa là không bao giờ hết việc. Mà bây giờ là 2-3 nơi kêu, tháng 9 kêu một cái, tháng 10 kêu, rồi kêu đi đây đi kia, rồi có người đòi qua. Thành lẽ bây giờ mình chơi không biết đường đâu mà đi. Cái nào cũng muốn hết á. Muốn đi Mỹ dự khóa tu, cũng muốn người ta qua đây thăm, rồi cũng muốn đi chỗ này chỗ nọ thăm. Mình muốn nhiều quá mà rồi không có được gì hết trơn. Thì thành thử ra mình mới thấy nè, nói tóm lại á, là ái dục là một cái thứ mà nó lúc nào nó cũng có, mà chúng ta ngậm hoài mà không được gì hết, mà hoàn toàn cái người lỗ lã là mình. Lỗ lã là mình. Quý vị có nghe cái câu chuyện mà cái con lừa mà bược treo cái bó cỏ ở trước không? Có biết cái chuyện đó không? Cái con lừa nó không chịu đi, thì cái anh chủ đó không biết làm sao mà cho con lừa nó đi, thì anh mới lấy một bó cỏ non á, anh cột cái anh treo ngay cái mõm nó. Trước mặt nó là cái bó cỏ, thành thử nó chồm tới, nó chụp cái bó cỏ cũng ở trước mặt nó, chồm tới nó chụp bó cỏ của trước mặt, chồm riết lát về tới nhà. Con bò, chẳng những con lừa phải kéo cả lô đồ nặng, mà cỏ thì không được ăn. Thì chúng ta cũng như vậy. Và đó là trong kinh Phật dạy, chúng ta cũng như vậy. Những cái đó, những cái danh lợi, tiền tài hơn thua, nó giống như là cái bó cỏ nó treo trước mặt vậy. Mình chồm tới thêm chút nữa, chồm tới thêm chút nữa, càng chồm thì mệt nhòi mình mà không được gì hết. Vậy cho nên quý vị mới thấy nè, trong cái bài sám tống tán đó, quý vị nhớ không? Cái bài đó bắt đầu sao quên rồi. Cuộc hồng trần sao dần quá ngán đó, kiếp phù sinh tụ tán mấy năm hồi đó. Thì cái đoạn dần cuối nó có một câu đó: tu hành mà đợi kiếp mô, nguồn tình bể ái đã khô bao giờ. Đừng có tu hành mà đợi kiếp nào. Có bao giờ cái nguồn tình, cái bể ái nó khô không mà ở đó chờ. Tu hành mà đợi kiếp mô, nguồn tình bể ái đã khô bao giờ. Lựa là phải ngộ thiền cơ, mà đèn trí tuệ để lờ đi đâu. Đừng có đợi. Cái đó gọi là chúng sanh tạo nghiệp, rồi chúng sanh tự lấy cái nghiệp, tự mang cái nghiệp của mình. Vừa bữa hôm nó lên đây, nó cứ moi cái lỗ. Bà chồng là bà đập nó một cái, đập nó định để cho nó yên. Ai nhà đâu nó khóc cái lúc đó bỏ. Không được gì hết. Không có được gì đâu. Không có được gì hết á. Đó là mình nói từ qua cái vấn đề tham thôi nha. Rồi bây giờ mới tới, sau khi tham là tới gì nữa? Sân. Sân thì khỏi nói, mình biết nó là một cái nóng nảy rồi. Lửa sân nổi dậy đốt thiên, như chim đứt cánh, như diều đứt dây vậy đó. Nhất sân chiêu, nhất tinh chi quả năng thiêu vạn phẩm công đức chi sơn đó. Một đốm lửa sân mà thiêu hết cả rừng công đức đó. Mình đang làm công quả ngon lành vậy nè, đang sắp xếp mọi việc vậy nè, bà kia lợi giờ một cái dục đó, bà giỏi bà làm đi, nó tiêu hết rồi. Chỉ một chút xíu đó thôi là nó tiêu hết rồi. Rồi phẫn nộ là giận dữ. Rồi hận là hờn đó. Hễ thường thường á, người ta giận á thì thế nào cũng đi tới cái hờn. Cái hờn nó coi vậy chứ giận là nó lộ ra ngoài, chứ cái hờn nó không tiêu nha. Cái hờn nó không tiêu á, nó giống như ăn sầu riêng mà nó ở cả ngày. Không. Nó không tiêu. Rồi hờn xong rồi nó tới gì nữa quý vị biết không? Hờn xong cái bắt đầu nó mới tới cái gọi là buồn buồn á, không có nói. Nó cứ buồn 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 vậy, nó không biết buồn cái gì. Rồi cho nên người ta mới nói hôm nay trời nhẹ lên cao mà tôi buồn không biết gì, sao tôi buồn. Tôi buồn không biết gì, tôi yêu hay tôi buồn không biết, tại tôi giận không biết cái gì hết. Tức là thất niệm đó, một lát mình sẽ đi tới. Sau khi mà sân tham rồi thì tới sân, sân rồi thì tới phẫn, phẫn là giận đó ha. Giận rồi tới hờn, hờn là hận đó. Mà thường thường á, yêu thì thế nào nó cũng đâm ra nó hận, tại nó yêu quá. Yêu quá. Cho nên thường thường ngoài đời họ yêu nhiều quá cái không được, cái họ đâm ra hận. Còn ông thầy tu ông khác, ông nói tôi yêu nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu, thôi từ giả chẳng còn yêu ai nữa.
Ổng khuyên mấy người đệ tử ông vậy đó. À, tôi yêu nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu, thôi từ giả chẳng còn yêu ai nữa. Yêu mà dính mắc nhiều quá thì khổ nhiều. Giống như ông quý vị biết Đạo Hòa Hảo có ông Quỳnh Phú Sổ đó. Quỳnh Phú Sổ đó, khi mà ông đi ra làm việc thì chắc có lẽ cũng có người thương hay sao không biết, ông làm bài thơ: tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời yêu đạo lẫn non sông, tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Rồi, nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khói yêu. À, giờ muốn được tôi yêu không? Thì đừng có yêu nhỏ nhít, đừng có yêu lẻ tẻ trong cái tình yêu trai gái bình thường, mà hãy yêu tôi bằng một cái tình thương rộng lớn là đem phụng sự chúng sanh đi. Thì giờ tôi cũng phụng sự chúng sanh, thì hai ta sẽ gặp nhau ở cái cửa ngõ yêu đương rộng lớn đó. Còn nếu không thì tôi không yêu được. Chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì xin tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khói yêu. Một vị hòa thượng là tăng sĩ bốn phương trời rảo bước, không nhà riêng, không ràng buộc tình đời, đem từ bi chan chứa khắp nơi nơi, cho sanh thế vơi đi bao sầu hận. Đó là những cái tình thương rộng lớn. Đó là những tình thương rộng lớn. Giống như Thái tử Tất Đạt Đa khi mà Ngài đi tu vậy đó. Ngài đâu phải vì Gia Du Đà La hay là 2-3 ngàn bà thê thiếp, rồi cha mẹ, vợ con của Ngài mà Ngài đành ở lại đâu. Ngài phải hướng ra ngoài, thấy cả một chúng sanh đang chờ. Vậy cho nên nhìn Đức Phật thì thấy Đức Phật giống như bất hiếu. Vậy cho nên ngày xưa quý vị biết không, mấy người đạo Khổng, đạo Lão bên Trung Hoa đó, họ ghét thầy tu lắm. Mà họ nói người nào tu là bất hiếu. Chính vì tại sao là bất hiếu? Là tại vì cạo cái đầu. Tóc mà cha mẹ cho mà đem đi cạo, bởi mấy ông đâu có thèm cạo. Ông nào cũng có cái cục ở trên này nè. Thấy coi Phương Tàu có thấy không? Ông nào cũng bới một bó tóc vậy nè. Không có cạo tóc, không có cắt tóc. Tại vì tóc là nghĩa là cha mẹ sanh ra, sanh sao để dạy. Mà cắt tóc, cạo đầu là phạm tội lớn. Cho nên nam nữ, nam mà không biết nữ làm sao, chứ mấy ông Phiên Tông, Phiên Thần thấy không, đâu ông nào cắt tóc đâu. Ông nào cũng bới cắt cả nùi ở trên này, rồi có cái cây dắt ngang vậy đó, mà không có cạo tóc. Vì vậy cho nên khi chết mà thủ hiếu 3 năm cũng đâu có cạo râu, cạo tóc chi đâu. Thành thử ngày xưa đối với người Khổng, người Lão á, đạo Khổng, đạo Lão, mấy ông thầy tu là mấy ông bất hiếu, dễ sợ lắm. Tại vì cạo đi cái đầu. Rồi sau khi mà tham, sân, phẫn, hận, rồi tới gì nữa? Tật đố. Tật đố là gì? Là ganh tị. Mà trời ơi, cái này nó khổ ơi là nó khổ. Khổ vô cùng. Chẳng những hai người ganh với nhau khổ, mà cái người bị ganh cũng khổ nữa. Quý vị có nghe câu chuyện ông Phật mũi đen chưa? Cái câu chuyện này thì chắc nghe hoài rồi, phải không? Cái sư cô đó đó, có ông Phật thương Phật lắm, bữa nào cũng đốt nhang trầm cho Phật ngửi hết á. Rồi cái đi tới cái chỗ nọ, cái đốt nhang lên, cái sợ mấy ông Phật khác ké, phải không? Rồi đốt, ví dụ đốt khơi khơi vậy nè, rồi ôi cha, Phật bà năm, Phật bà bảy, Phật bà tám gì ngửi ké làm sao. Thành thử sư cô lén lén đút Phật vô trong cái hộc cho nhỏ, thiệt là nhỏ, bẻ nhang nhỏ 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 nhỏ, rồi đốt cả nùi, đưa ngay lỗ mũi Phật. Mục đích làm sao mà vừa khói vừa bốc lên Phật hít vô, khói vừa bốc lên Phật hít vô. 2-3 ngày sau cái lỗ mũi Phật nó đen thui, đen thui. Thì cũng như vậy, mình thương ai mà mình muốn cho cái người đó bị, nghĩa là bị đóng khung ở trong cái tình thương của mình, mà được mệnh danh là tình yêu forever đó, cho nguyên viễn, cho trường cửu đó, thì coi chừng cái người bị thương nó khổ vô cùng. Mà chính cái người bị thương đó mà mai chiều mà họ tốt với ai chút, cái bắt đầu làm sao? Mình ganh, mình tật đố liền, phải không? Thành thử ra cái ganh này á, nó là một trong những cái mà làm chúng ta đau khổ triền miên. Quý mình hay nói chơi đó, đệ tử ruột với đệ tử da đó. Mà nói triết rồi coi chừng nó thành thiệt á. Đệ tử ruột dư, đệ tử ruột thừa rồi đó, vân vân. Thì những cái đó mình nói chơi thôi, nhưng mà ở đây mình nói á, có những cái tật đố mà chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Thì quý vị thấy thời nào cũng vậy, lúc nào cũng có chứ không phải là không. Lúc nào cũng có, ngay cả thời Phật cũng có chứ không phải là không đâu. À, lúc nào cũng có hết.
chứ không phải là nói là hà. Nói tóm lại là những gì Phật nói ngày xưa đó, hóa ra bây giờ mình cũng bệnh y chang vậy hả. Nhưng mà có khác một chút đó, thì ngày xưa thí dụ như bệnh tự nhiên phát ra chết, cái thì khám không ra bệnh nó trúng gió, phải không? Nhưng mà bây giờ khám ra bệnh thì nó ung thư. Việt Nam mình cũng vậy, đùng lăn đùng ra cái chết, cái nói cứ nói trúng gió trúng thai cái gì đó thôi, à, trúng thực rồi vậy thôi chứ còn không có tìm ra bệnh. Thở đây nó mới tìm ra bệnh, thí dụ vậy đó. Việt Nam mình đâu có hồi xưa giờ có bao giờ nghe bệnh ung thư đâu, không bao giờ nghe. Nó cũng có cái bệnh ung thư đó, nhưng mà nó được mệnh danh qua những cái thứ khác. Thì bây giờ cũng vậy, cái thời Phật á, khi mà Phật giảng á, thì Phật cũng đưa ra những cái thứ khác, rồi bây giờ mình mới nói toẹt ra cho nó rồi, phải không? Chỉ thẳng, chỉ thẳng mà khổ á. Mình mà bệnh đó nghe, quý vị biết không, quý vị mà sắc thuốc bắc uống á, thường thường thuốc bắc á, thường thường mình sắc mấy nước? Ít nhất phải là hai nước. Mà trong hai cái nước đó đố quý vị chứ, quý vị thích uống cái nước nào nhất? Nước nhất hay nước nhì? Hả? Nói thiệt đi. Ai mà thích uống nước nhì đâu, uống nước nhất. Nhưng mà thưa đại chúng, đã đồng ý uống thuốc bắc mà uống nước nhất thì phải đồng ý cái vị của nó là đắng. Có phải không? Tu học cũng vậy. Muốn được đến nơi đến chốn mà trong nó khuôn khổ cho nó nghiêm túc thì đừng có bao giờ sợ được bị những cái lời chê trách. Tại vì quý vị đang uống thuốc bắc mà uống nước nhất. Đừng có tưởng là cao đơn hoàng tán nó không có công dụng của nó nha. Khi mà người đó đang đau hoàng hoại, không thể nào uống cục thuốc tể vô được, không thể nào uống viên thuốc mà phải uống liền thuốc tán. Tại vì thuốc tán vô đó là nó tan, nó trị liền cái bệnh cấp thời. Còn uống cái viên thuốc ba lớn này nuốt vô đó là nó vô trong cái dạ dày này nè, nó ở trong đó nó từ từ nó tan và nó trị bệnh. Như vậy thì những ông thầy thuốc người ta làm cao đơn hoàng tán đó, không phải ta làm bậy làm bạ, ta muốn làm sao ta làm đâu, ta có công dụng hết. Thuốc tán để làm gì, thuốc viên bự để làm gì. À thì cũng như vậy, khi mà người thầy nhắc nhở, người thầy chỉ dạy cho mình cái gì đó là người ta quán cơ hết rồi, người ta biết bệnh của mình phải uống cái gì. À bệnh này là phải uống thuốc này nè thì mới được, thì thôi chấp nhận mà uống. Như hôm trước mà Phó Hòa cứ nóng gan rồi thầy Bát Nhã biết được cái gửi lên cho cái gọi là mạch nhân, rễ mạch nhân, mật nhân chứ rễ mật nhân. Trời ơi, mình nghe mật mình tưởng nó ngọt, hốt cho cả nấm như là nó uống. Quý vị biết không, nói xin lỗi, trên đời này chưa có cái gì nó đắng như cái thứ đó. Nhắm có một chút như vậy nè, nhắm có một chút mà nó đắng mà nó làm mình nhức đầu luôn á, chứ đừng có giỡn. Mà nghe mật nhân, từ mật là ngọt cho nên lầm. Là quý vị có nghe bài hát lầm chưa? Lầm, tự nghe mật nhân uống vô. À, uống vô, thành thử bây giờ có nhiều cái nhãn hiệu tu lắm ha. Hiện đời thành Phật tức khắc khai ngộ, chui vô đi kiếm ăn. Thành Phật đâu không thấy mà thành cái gì đâu á. Thì cái thứ đó nó đắng vô cùng. Thì giờ nó tóm lại là những cái bệnh, một lát nữa mình đi tới là chẳng tham sân si mạn nghi phú não tật kiêu, nó đủ thứ ở trong đó. Thì đại chúng có nghe thì đừng nghĩ không biết bữa nay ông chửi tôi hay ông chửi bà nào. Không có, đây là thuốc đưa to. Ai thấy mình bệnh gì thì uống. Nhức đầu thì uống theo nhức đầu, đau bụng uống theo đau bụng. Không có chỉ riêng ai hết. À, tại vì pháp Phật thì chúng sanh đa bệnh, Phật pháp phải đa phương. Chúng sanh nhiều bệnh thì Phật pháp phải nhiều phương thuốc. Vậy cho nên không có nhắm một người nào hết. Pháp thoại là rồi, tật đố rồi, tới bắt đầu mới tới mang trá, tức là dối trá. Dối trá thì thôi mình cũng không cần nói, tại vì cái đó thì mình hiểu quá rồi, hả không? Rồi kiêu mạn, tức là tôi là năm là số 1 đó, hả không? Không ai làm cái gì mà qua tôi được hết á, thì những cái đó nó nguy hại vô cùng. Tại sao nguy hại? Một khi mà trong lòng mình chất chứa những cái đó rồi á, thì không bao giờ chúng ta mở cái lòng mình ra mà để học hỏi những người khác. Không bao giờ. Mà quý vị biết không, khi mà quý vị chịu khó mở lòng quý vị ra, quý vị nghe đó nghe, quý vị học hỏi được nhiều cái hay lắm.
Như hôm trước có ông thầy nói chuyện phone với thầy thôi, thầy mới nói tôi đi với một chú đệ tử mà cái trời nóng ở bên Texas á, cái xứ nóng mà nó nóng kinh khủng lắm, mà cái xe thì nó bị hư không có máy lạnh, mà hễ mở cửa sổ á, thì cái hơi nóng nó hất vô, cho nên phải quay cửa kính lên và không được mở cửa. Thì cái thằng nhỏ, cái chú này, chú ngồi mà chú trao khó chịu. Thì thầy mới say qua, thầy nói cái nóng này nó không ăn thua chút xíu nào của cái nóng địa ngục hết. Nóng này mà chịu không nổi thì xuống địa ngục sao mà chịu nổi. Thì thầy hôm qua thầy nói chuyện hồi thì thầy mới nói chuyện vậy, chút xíu đó thôi mà học được rất hay. Thành thử ra sau này quý vị quán ha, khi nào mà nóng quá cái tự nhiên chịu hết nổi cái quán tới địa ngục. Nóng của địa ngục làm sao mình chịu nổi, nóng này mà chịu không nổi thì làm sao chịu nóng của địa ngục. Thì đó, rồi ngoan cố có nghĩa là cố chấp, cứng nhắc những cái gì, bảo thủ những cái gì mình hiểu. Chẳng hạn như bây giờ quý vị ha, thời xưa mình tụng kinh á, thì phải tụng kinh là phải có lên có xuống, có trầm có bổng, nó cũng là một loại nhạc. Thì bây giờ mình tu á, cái đời của mình là đời tân nhạc rồi, thì đem kinh ra phổ thành tân nhạc. Mà khi mà chúng ta hát tân nhạc, cái trời đất ơi, tu hành mà còn là sư đàn ca sướng hát, đàn ca sướng hát mà những cái này nó có tính cách, nó hướng dẫn mình trên con đường thánh thiện, thì cái này nó không có gì hết. Mà nếu chúng ta bảo thủ, chúng ta cố chấp cho nó phải như vậy thì thôi không được. Mà phần lớn á, ở ngoài á, người ta hễ mà nghe tới tu á, danh từ tu á, là họ bắt ông thầy tu phải là 100.01% chứ không được 100% nữa. Tức là thầy phải như vậy nè, thầy phải như vậy. Thôi đừng nói với ông thầy, quý Phật tử đây cũng vậy nữa nè. Quý vị mà thường xuyên quý vị đi chùa đó ha, mà lỡ mai chiều mốt nọ quý vị lỡ cái diện chút coi là họ nói liền. Bà đó đi chùa mỗi tuần, nghe giảng mỗi đêm, hả? Tự nhiên họ nói liền. Tại vì sao? Trong lòng của họ nó bảo thủ và nó cố chấp, người tu là phải như vậy và như vậy, mà hễ sai một chút thì họ không đồng ý. Như vậy gọi là ngoan cố. Rồi thất niệm, tức là không có chánh niệm, không có biết những cái gì mà nó đang xảy ra với mình. Giận, không biết mình đang giận, để cho cơn giận chi phối. Sân, không biết mình đang sân, để cho cơn sân chi phối. Như hôm qua là ngày thứ sáu, thì trong buổi thiền trà của người Tây Phương á, thì có một ông đó, ông mới chia sẻ, ông nói rằng tuần rồi á, tôi nói chuyện với một người bạn, mà trong khi tôi nói chuyện với họ đó, là tôi thấy, tôi biết rõ ràng, ở trong người của tôi á, kiêu mạn, ngạo nghễ, giận hờn, ganh tức nó trào lên ào ào nè, tôi biết rõ như vậy, mà tôi không kèm được nó. Tôi không kèm được nó và tôi cứ để cho nó tuôn ra. Thì đại chúng trong đó họ chia sẻ, người thì khuyên ông, họ chia sẻ cách của họ thực tập thôi. Đối với tôi, mỗi khi cơn giận nó lên á, thì tôi đi ra ngoài, tôi dạo bộ, tôi đi bộ. Đối với tôi, mỗi khi cơn giận nó lên thì tôi trở về, tôi niệm Phật thầm thầm ở trong lòng của tôi để cho cơn giận nó hạ xuống, vân vân. Thì khi mà mình biết được mình đang giận, tức là đã có chánh niệm rồi. Mà có chánh niệm, tức là mình phải làm sao dẹp bớt những cái đó. Thấy không? Thì bây giờ quý vị mới thấy là căn bản phiền não nó có tham, sân, si, rồi mạn, rồi nghi. Mình có nghi không? Có nghi không? Có chứ sao không? Nghi thầy, nghi bạn, nghi Phật, từ từ nghi tới Phật nữa. Rồi nghi pháp, nghi trong lòng mình nó đủ thứ nghi hết. Thành thử ra rồi, hồi chiều mình học đó, mình tu thì có đó, tụng kinh thì nhiều đó, nhưng mà tại vì trong lúc tụng mình sanh tâm nghi, mà nghi thì không làm được gì hết. Quý vị có nhớ cái anh câu chuyện chàng Trương đó, phải không? Chàng Trương đó, mình nghe hoài cái chuyện chàng Trương mà hỏi đứa con, con có nhớ ba không? Mẹ con ở nhà làm gì đó? Nó nói, tôi đâu có biết ông là ai. Mẹ tôi nói, ba tôi chỉ về ban đêm thôi, ông phải là ba tôi. Bắt đầu nghi liền, nghi con vợ này như thế nào rồi, thành thử ra không nói chuyện với vợ. Cuối cùng bà chịu không nổi, bà phải tự giận. Rồi tới hồi mà tự giận rồi thì đêm lại nó khóc, đứa nhỏ nó khóc quá, ông ngộn dỗ thì cái bóng ông nó dội lên vách.
Nó dội lên vách thì đứa nhỏ nó mới thấy với chị nó nói này 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 này, ông ơi ông, ba tôi về tới. Thì lúc đó mới vỡ lẽ ra là vợ mình ví mình với vợ mình như bóng với hình, và vì nhớ thương mình quá, vợ mình thường hay xây vô trong vách, à, nói chuyện với cái bóng giống như nói chuyện với mình. Nhưng mà lúc đó thì trễ rồi, chỉ một cái nói, lời nói của đứa nhỏ mà nghi ngờ thì tiêu hết rồi, thấy không? Thì cho nên cái nghi là một cái gì rất là tai hại, mà chúng ta nếu nghi là phải nói ra liền, nghi là không được để trong lòng. Thí dụ như bây giờ mình nghe ai nói ông thầy đó như vậy, nếu mình là người Phật tử thuần thành chân chánh, mình lên mình thưa thầy một cách nghiêm túc, dạ thưa thầy, con nghe người ta nói như vậy mà con không hiểu nó như thế nào, xin thầy cho biết. À, khi mà thầy nói ra rồi thì tự nhiên nó giải tỏa hết. À, chị Năm ơi, tuần rồi tôi nghe bà Bảy, bà nói chị nói tôi vậy có hay không? À, thì tự nhiên chị Năm có cơ hội giải bài liền. Còn mình nghi mà mình không nói ra thì cái đó làm cho mình với cái người mình đang thân càng ngày càng xa ra. Mà cái đó đã có đổ vỡ rất nhiều. Và chúng ta đừng có bao giờ đem những cái tâm nghi đó. Bây nãy giờ là tâm của mình nó đang bị cấu nhiễm giống như tờ tấm vải mà bị đó nghe. Rồi bây giờ tới gì nữa? Ác kiến. Ác kiến là thấy biết nhiễm ô. Thì trong này nó chia ra là thân kiến. Thân kiến thì là chấp của mình nè, ngã chấp. Cái này của tôi, à, cái này của tôi, cái kia của tôi, thì cái gì cũng của tôi hết, thành thử tôi khổ. Cái gì cũng của ta mà, phải không? À, chẳng hạn như Nguyễn Bính vậy đó, cô nhân tình bé của tôi ơi, à, tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười những lúc có tôi, và cô chỉ nhìn tôi những lúc tôi xa xôi. Đừng có nhìn ai nghe, chỉ nhìn tôi thôi. Tôi muốn mùi hương của nước hoa mà cô thường sức chẳng bay xa, chẳng làm ngây ngất người qua lại, dù chỉ qua đường khách lại qua. Dễ sợ không? À, là ông muốn cái lúc nào cũng của tôi hết. Đó là ngã chấp của mình. Rồi bây giờ tới chấp, chấp cái mình là thật. Rồi xong bắt đầu chấp những cái sở hữu bên ngoài là thật của mình nữa. Nhà của tôi, vợ tôi, con tôi, người yêu của tôi, vân vân. Rồi biên kiến, tức là biên kiến tức là thấy lệch bên. Chẳng hạn như nói chết rồi là hết. Nếu mình chấp rằng chết rồi mà mất thì là đoạn kiến, mà chấp rằng chết rồi là còn thì sao? Là thường kiến. Mà chết rồi nó không còn mà cũng không mất, nó tùy theo nghiệp lực mà nó đi thôi, chứ không có bao giờ còn. Tại vì nếu nè quý vị chấp chết rồi là hết thì quý vị không bao giờ quý vị tu. Tu chi? Ăn chay chi cho rác ruột, cạo đầu chi cho rác da, chết rồi cũng hết. Có nhiều người họ quan niệm vậy đó. Thôi thân này cát bụi trả về cát bụi, phải không? Có cái gì đâu mãi, thành thử ra chơi xả láng sáng về sớm. Rồi cái đó là nguy hiểm vô cùng. Mà nếu đang chấp rằng chết rồi là còn, tôi vẫn là tôi, kiếp sau nữa càng nguy hiểm. Thì cho nên hai cái chấp đó đều đưa chúng ta đến cái khổ đau hết. Rồi kiến thủ, tức là chấp cứng những cái mình thấy mình hiểu, và là kiến thủ. Rồi cái thứ nhất là giới cấm thủ, tức là chấp chặt những cái giới điều trong cái tôn giáo của mình. Mình chấp những cái giới điều đó. Chẳng hạn như bên Ấn Độ, quý vị thấy không? À, nói rằng á, nếu muốn Thượng Đế mà đưa mình về thiên đàng á, thì mình mau về thiên đàng chừng nấy. Rồi á, lấy cây á, đập, lấy cây mà có gai đó nha, đập vô trong mình cho máu, cho nó chảy ra đi. Đó, làm như vậy đó, để mà được mau về thiên đàng. Hành hạ mình như vậy đó. Thì những cái đó gọi là giới cấm thủ. À, giới cấm thủ hết. Rồi bây giờ có những cái tùy phiền não nó đi theo, là phẫn là giận, hận là hờn, phú là che giấu, không có chịu phơi bày ra. Rồi não là buồn buồn, tật là tật đố, sang là bỏng sẻn, cuốn là dối, xỉm là nịnh hót. Nịnh hót đó, Pháp Hòa nhớ có cái bài tình đời đen bạc tợ như vôi, đen trắng đổi thay lại mấy hồi, trước mặt vui đùa khen nịnh hót, sau lưng le lưỡi nhúng trề môi. Có tiền địa vị lên tột đỉnh, hết bạc hết danh xuống dưới ngồi,
nghĩ lại cuộc đời lên rồi xuống, hết vui rồi khổ có thế thôi, hết suy rồi thịnh có thế thôi, có gì đâu. Mà thường thường là đây là những cái tùy, hồi nãy là căn bản, tức là những cái gốc rễ của phiền não, còn những cái này là nó phụ thuộc, gọi là tùy phiền não, nó phụ thuộc đi theo. Rồi hại là tổn hại, kiêu là kiêu căng, vô tàm là không biết xấu hổ với mình, vô quý là không biết thẹn với người, vô tàm á là không biết hổ thẹn với chính mình, còn vô quý á là không biết xấu hổ với người. Thí dụ như bây giờ mình nói ra một cái điều gì đó mà hoàn toàn mình đi ngược lại, mà tự nhiên lúc đó mình nói mình cũng không mắc cỡ nữa, nói một cách rất tự nhiên, cái đó gọi là vô tàm, tức là không hổ với mình. Rồi đồng thời lúc đó nó cũng vô quý nữa, không thẹn với người, người ta biết cái tẩy mình quá mà vẫn nói mà không tàm không quý. Cái người mà trong kinh gọi là vô tàm vô quý. Mà cái người tàm quý là cái người hạnh phúc. Đức trong kinh Dược Sư hay là kinh Thủy Sám có nói đó, có tàm có quý là người mà Đức Phật khen, còn vô tàm vô quý thì người không thể được. Vậy cho nên người tu là phải có tàm có quý. Có tàm là biết được cái thô thiển, cái tài sơ đức bạc của mình. Mình có tàm đó, tức là mình phải khiêm nhường, giỏi cỡ nào cũng phải có tàm có quý hết. Rồi hôn trầm, quý vị có hôn trầm không? Là mờ, chẳng hạn như ngồi thiền mà nó cứ như vậy nè, nó lên không lên, mà nó xuống không xuống, nó cứ gục cà cà kì này, là hôn trầm đó. Hôn trầm đó. Mà hôn trầm nhiều chừng nào thì đừng có nhắm mắt. Nhắm mắt nhiều chừng nào thì hôn trầm nhiều chừng nấy, phải mở mắt ra. Mà phần lớn á, cái ở trong này nè, nó ngủ đâu bên trong á, nó ngủ đâu bên trong á, mà con người mình ai cũng bị, chứ không phải là không đâu. Bữa nào mà mệt mà nó ngủ không đủ rồi lên tụng kinh thế nào nó cũng gục, gục chút mà mẹ mắt thì vẫn thấy, nó thấy chữ mà vậy đâu, mà nó ngủ đâu trong này nè, nó lòi nó chữ ra. Hôm qua nhớ cái hồi còn đi học á, mà lúc đó gần tới cái kỳ thi mà thi tiếng Pháp á, họ mình lấy mấy cái cua option là mình lấy tiếng Pháp mà. Lúc đó mình học nhiều quá đi, rồi lên tụng kinh, tụng kinh Đại Bác Niết Bàn mà sáng lát nó lòi ra bơm nho dụng cụ nhà bếp đồ trong tiếng Pháp không, mà tụng nó nói ra miệng luôn, nó nói ra miệng luôn, nó ngủ đâu không hay. Rồi một cái hôn trầm thứ hai á, không biết quý vị có cái bị cái này không, mà Pháp Hòa thì hồi đó hay bị, mà thỉnh thoảng cũng bị. Ví dụ như bây giờ mình đang đói bụng mà nó buồn ngủ nữa, hồi cái tự nhiên mình thấy ai đem cái dĩa ra bốn tới. Rồi đang ngồi gõ mỏ tụng kinh, lát cái thọt cái tay mỏ thọt, lát cái thọt lên trên này nè. Tức là mình, rồi thí dụ như sáng mà công phu đó nghe chuông mà lắc thức dậy tới giờ là công phu rồi, mình ngủ không đủ cứ lăn qua lộn lại, tự nhiên một lát là mình thấy mình đã đi toilet rồi nè, mình đã đánh răng súc miệng rồi nè, tới hồi mà chuông thỉnh trở lên mình ngồi dậy mình thấy cốt khỉ quần cốt khỉ, nãy giờ mình còn ngồi nằm nướng đây. Cái đó gọi là hôn trầm. Hôn trầm xong rồi tới bất tín, tức là không có niềm tin. Rồi giải đãi. Giải đãi nó đối với cái gì hồi trưa mình học đó. Giải đãi đối với cái gì? Tinh tấn. Giải đãi là lười biếng, mà tinh tấn là siêng năng. Giải đãi nó đối với làm biếng, với lại tinh tấn. Thấy không? Thí dụ như giải đãi thì ngày hôm nay như thế này, ngày mai như thế kia, thôi tháng này bạc ti hơi nhiều, mình ăn chay bù, mấy cái đó là giải đãi đó. Rồi phóng dật là buông lung, thất niệm rồi tán loạn, rồi bất chánh tri, tức là mình không có sự hiểu biết chân chánh. Thì tất cả những cái đó là những cái căn bản phiền não và những cái tùy phiền não, nó ở trong lòng của chúng ta, nó ở trong tâm của chúng ta. Mà nếu chúng ta muốn tiếp tục trên con đường tu học thì phải làm sao? Phải đoạn trừ những cái đó. Giống như một tấm vải, nếu nó đã dơ rồi thì dù muốn làm cái gì nữa cũng không được. Mà muốn nhúng tấm vải, nhuộm màu tấm vải thì trước hết phải đem giặt sạch tấm vải đó. Tâm của chúng ta nó bị những cái này nó ô nhiễm, thì bây giờ muốn thì phải làm sao? Phải đem lau chùi giặt rửa nó đi. Người đời phải ngộ tri cơ, gương lưu vì bụi, trăng lờ vì mây, chở che nhờ đức cao dày, dẫu tu cho mấy chẳng tài tu tâm. Tại vì sao? Nhất thiết di tâm tạo mà. Nhất thiết, có cái gì mà ngoài tâm mà nó tạo đâu?
tâm nó tạo thiên đường, tâm tạo địa ngục, tâm tạo ngạ quỷ, tâm tạo súc sinh, tất cả đều do tâm tạo. Giống như hồi sáng Pháp Hòa kể cho quý vị nghe hôm thứ năm vừa rồi, có một ông gọi là counselor, là chuyên môn cố vấn tinh thần cho rất đông người, mà rốt cuộc tới phiên ông không giải quyết được gì hết, mà phải đến đây cầu cứu nhờ mình giúp đỡ. Mà ông hằng ngày ông tự ông đem ông xuống địa ngục, đem ông xuống súc sanh, đem ông xuống ngạ quỷ, vân 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 vân. Và Pháp Hòa chỉ cho ông thấy những cảnh giới mà hằng ngày ông phải gặp. Ông gặp một cái đứa nhỏ nó nóng giận thì ông cũng nóng giận theo. Rõ ràng là ông là cái người đáng lý phải dùng tích trượng giọng tan cửa ngục, lấy minh châu dắt dẫn kẻ người đi ra, mà rốt cuộc bị người ta lôi ông vô địa ngục và enjoy cái địa ngục đó với ông. Rõ ràng như vậy, ông kể rõ ràng. Rồi ông thấy cái đứa nhỏ mà nó xì ke ma túy thì tự nhiên ông cũng đi theo nó nữa. Như vậy thì làm sao mà làm counselor được? Là cố vấn vậy mà cũng làm được, từ năm 92 tới giờ là mấy năm rồi. Rồi bây giờ nghĩa là đến cái cùng đường bí lối thì đến bác sĩ không có làm gì hết, bác sĩ chỉ cho thuốc uống thôi. Bác sĩ cho thuốc uống thì càng uống thì nó giống như cái lò xo, ở dưới thì muốn bung mà ở trên thì đè. Không có giải quyết được. Khi mà chúng ta đoạn trừ được những cái này rồi á, thì chúng ta, tâm chúng ta rất tự tại. Và tự tại một cách tuyệt đối. Tự tại một cách tuyệt đối. Mà Phật đem một cái ví dụ nữa trong này nè. Này các vị tỳ kheo, nếu có đồ ăn khất thực với gạo thơm, hạt đen được vứt đi với các món ăn khác, cũng không vì vậy trở thành chướng ngại cho vị ấy. Tức là lúc đó không còn chê đồ ăn ngon dở nữa. Tại vì sao? Tại vì tâm mình bây giờ này nó thư thái rồi. Nó không còn bị vướng bận cái tham, cái sân, cái chê, cái khen, cái ngon, cái dở, cái buồn, cái giận, cái gì nữa hết. Thì lúc đó tâm mình nó như vậy. Ngon cũng được, dở cũng xong. Thầy trụ trì hay nhắc á, thầy nói bữa nào mà thầy lên thầy ăn cơm mà thầy thấy không ngon á, tự nhiên thầy nghĩ tới khi thầy còn ở trại tị nạn. Có gì đâu ăn. Tô mì gói mà chế ra mà được một cái nấm đông cô thôi, một cái nấm đông cô thôi, mà không dám rửa nhiều nữa nghe. Nhúng vô nước một cái đem ra liền, sợ nó hết chất ngọt của nấm đông cô. Rồi bỏ vô tô mì mà ăn cái nấm đó nó ngon như thế nào đâu. Không. Thì khi mà thầy ăn mà thầy ngán cơm, tự nhiên thầy nghĩ tới những bữa ăn ở trại tị nạn, thì tự nhiên trở lại liền. Thầy trở lại cái trạng thái thưởng thức được những thức ăn đó liền. Từ hồi nhỏ mà nếu chúng ta đau khổ, chúng ta cực quá nhiều rồi, thì bây giờ những cái này nó không có gì trở ngại nữa hết. Giống như Pháp Hòa, mình được ở chùa từ nhỏ, rồi mình ở trong một cái gia đình mà ít anh em, mà mình phải lo lắng, mình phải này kia, nó sống cực khổ, nó quen rồi. Cực từ hồi 7 tuổi rồi. Giặt đồ, gánh nước, ta nhà ngập thì đủ thứ chuyện hết. Phải không? Thì mình làm hết được những cái chuyện đó rồi. Mình đã từng ở chùa ăn vỏ dưa hấu rồi. Mình đã từng đi toilet bằng lá chuối khô rồi. Thì bây giờ cái gì đi nó đến với mình nó cũng bình thường lắm. Tại vì những cái đó đối với mình ở đây nó vẫn sướng hơn ở Việt Nam nhiều. Phải không? Thành thử ra đừng có sợ trong gai. Tại vì trong gai là những cái mà nó đang hướng dẫn cho chúng ta. Thì bây giờ quý vị mới thấy nè. Nếu mà chúng ta tâm mà được như vậy thì chúng ta không còn kỳ thị nữa. Không còn kỳ thị nữa, mà tâm lúc đó, tâm của chúng ta lúc đó nó như thế nào? Nó như đất, như lửa, như nước. Tại sao như đất? Tại vì đất có khả năng dung chứa tất cả những loại nước. Nước sạch cũng chấp nhận, nước dơ cũng chấp nhận, dầu thơm cũng chấp nhận, dầu thối cũng chấp nhận, phân, tiểu, giải, đàm, mồ hôi, nước mắt, vân vân, đổ xuống đất, đứng đất vẫn chấp nhận và đất không kỳ thị, đất không phun trở lại, nó xong đổ dầu thơm và đổ nước dơ. Tại vì sao? Tại vì lúc đó bây giờ tâm chúng ta nó đã hoàn toàn khử trừ được những cái kia rồi. Thì tập được chừng nào thì cái tâm mình nó trở thành đất chừng đó. Phải không? Đất thì có khả năng như vậy, dung chứa tất cả mà không kỳ thị cái gì hết. Mà đất biết chuyển hóa những cái nước đó đưa lên chứ không bao giờ ngập. Nếu mà người ta đổ nước xuống đất mà đất không chuyển hóa thì đất này nó cũng ngập rồi. Có phải vậy không? Đổ xuống, đất chấp nhận và đất biết chuyển hóa. Người ta chê mình, chấp nhận và chuyển hóa cái chê. Người ta khen, cứ việc chấp nhận và chuyển hóa cái khen. Đừng nuôi cái chê, đừng nuôi cái khen. Khen chê không còn nuôi thì sao? Hết. Không còn gì hết. Rồi, tâm của chúng ta phải như nước. Quý vị dục cái đồ dơ xuống nước có chê không? Nước cũng nhận. Quý vị giặt đồ sạch xước nước làm sao? Cũng vậy thôi. Mà nước chỉ có một cái công năng là rửa sạch.
thì mọi tội lỗi của chúng ta, mọi cái gì khổ đau buồn phiền, những cái gì mà đã lỡ lầm cũng giống như nước, mà một khi tâm tàm, tâm quý, tâm phát lồ sám hối nó khởi lên thì tất cả những cái đó đều tan biến hết. Vậy cho nên tại sao chúng ta mới có cái kinh gọi là từ bi tam muội thủy sám pháp, nước từ bi, mà chỉ có cái nước gì mới rửa được? Chỉ có nước từ bi mà thôi. Chỉ có nước từ bi nó mới rửa sạch được những ân oán giang hồ mà thôi. Còn nhiều giận hờn ganh ghét thì chúng ta chỉ đưa nhau ra cũng nước vậy, mà đều nước độc chứ không phải là nước từ bi. Phải không? Chỉ có nước từ bi mới rửa sạch. Vì vậy cho nên quý vị thấy không, cái mục ghẻ mà trước khi muốn rửa không có cái gì trị được hết, mà chỉ cần khoát cái nước ở dưới cái sông nó lên thì rửa được cái mục ghẻ quan gia 10 kiếp. Vì vậy nên tụng từ bi thủy sám là vậy đó. Lại từ bi tam muội thủy sám là vậy đó, là đem cái nước từ bi vô trong người rồi hứng cái nước đó hàng ngày để mà rửa sạch những cái cấu quế của người mình. Rồi, chúng ta phải như lửa. Tại sao? Vì lửa không từ nang đốt bất cứ một cái vật gì. Lửa đốt được hết. Giấy, cây mục, cây thơm, cây hôi, cây thối, lửa đốt được hết. Không có gì trở ngại. Khi nào chúng ta mới được như đất, như nước, như lửa? Khi nào mà tâm chúng ta tự tại, thảnh thơi với lời khen tiếng chê, lời nói móc, nói méo. Đừng có nghĩ nó xa vời. Nghĩ nó xa vời thì tự nhiên chúng ta khổ đau. Ai nói gì cứ hiểu vậy đi. Đừng nghĩ nó xa hơn. Nghĩ xa hơn là chúng ta khổ. Nghĩ nó xa hơn thì chúng ta khổ. Đừng có nghĩ gì hết. Chẳng hạn như thầy giảng vậy thì thôi hiểu vậy. Còn bắt đầu mình ngồi mình suy lượng ra, hồi tháng rồi tôi có làm chuyện này là thành thử chắc bữa nay ông moi là ông chửi nữa. Vừa quan trong thầy mà vừa khổ cho mình nữa. Thì khi mà chúng ta làm được như vậy thì chúng ta rất là tự tại. Thì khi mà Phật nói cái bài kinh này thì có một vị tỳ kheo giơ tay lên bạch Đức Thế Tôn: chẳng hay Đức Thế Tôn có tắm ở cái dòng sông Bahuka chưa? Thì Đức Phật nói: Bahuka là sông gì? Sông gì mà phải đi tới đó tắm? Thì ông nói: dạ, tại vì cái sông đó đó, ai mà tội lỗi cỡ nào đi nữa, hắc nghiệp cỡ nào mà tới đó tắm nó sạch hết. Giống như cái dòng sông Hằng vậy đó. Người ta nói là sông Hằng là nước nó linh lắm, sáng nào mà ra tắm là tội lỗi bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời cũng sạch hết. Thì khi nói cái chuyện đó, quý vị biết Đức Phật nói làm sao không? Như vậy thì con tôm, con cá ở dưới đó nó phải được tiêu nghiệp trước, tại vì nó ở dưới đó mà. Nó đâu là thay làm tôm cá làm chi. Bây giờ dẫn con, quý vị không tin, đi qua Ấn Độ coi, sáng nào người ta cũng nghĩa là đi xuống dưới cái dòng sông Hằng đó tắm. Rồi á, chết rồi mà thiêu hơi sơ sơ, nướng trùi trùi vậy, cái dục xuống sông á, nghĩ rằng dục cái xác xuống sông Hằng như vậy á, là cái người đó được mau giải thoát. Làm nhiều cái chuyện tức cười lắm. Thì khi Đức Phật hỏi như vậy thì Đức Phật nói như thế này nè: nếu cái người nào mà không có đời sống thanh tịnh thì nước gì rửa nó cũng sạch. Mà đối với kẻ sống thanh tịnh, ngày nào cũng là ngày tốt. Đối với kẻ sống thanh tịnh, ngày nào cũng là ngày lành. Người mà sống được thanh tịnh, ngày nào cũng tốt, ngày nào cũng lành. Các tịnh nghiệp thanh tịnh luôn thành tựu thiện hạnh. Này Bà La Môn, chỉ nên tắm ở đây, khiến mọi loài chúng sanh được sống trong an ổn. Chỉ nên tắm ở trong cái nước thanh tịnh, nước an ổn, nước thảnh thơi, nước vững chãi, nước không còn phiền não đó thì nên tắm. Còn ba cái sông kia ra tắm ngâm mình cho nó nở thịt đi nữa cũng không bao giờ sạch nghiệp. Thì Đức Phật kết luận: nếu người nào sống không dối trá, người nào sống không hại chúng sanh, người nào có lòng tin không tham thì cần gì phải đi dòng sông Gaya. Gaya chẳng qua chỉ là cái giếng nước. Trong bài kệ Đức Phật nói như vậy. Thí dụ như mình nói đi tắm sông Hằng đi hết tội. Sông Hằng chẳng qua chỉ là một dòng sông, không làm gì được hết. Mà chỉ khi nào tắm được trong cái dòng sông của tâm không còn vẫn đục của phiền não, ganh ghét, giận hờn, ích kỷ, tham lam, bỏng sẻn, tất cả những cái đó, thì mà nhớ mình tu thì không thể nào một ngày một buổi, từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Cái đó gọi là người ta giỏi thì người ta đốn tu, còn mình ít thì mình tiệm tu. Mình tiệm tu. Đừng có sợ. Một bước đi tới vẫn hơn người đứng dẫn chân lại tại chỗ. Thấy không? Quý vị khỏe, quý vị đi lên hai nấc thang một lúc, hay là ba nấc thang lúc. Bà Trúc Trơn, bà hay nói câu gì đó, vì lang thang cũng đến bến bến đò, mà lò mò cũng đến bến giang gì đó. Thấy không? Thì cỡ nào cũng đến được hết.
Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Mình không có tinh tấn, đừng hòng làm gì hết. Mà tinh tấn là nhớ nghe, đều đặn, chứ không phải là ngày hôm nay dồn lại tụng một lô kinh rồi ngày mai nghỉ, tại vì mấy bữa trước mình bù rồi. Thì khi mà mình được như vậy thì tự nhiên mình an lạc và giải thoát. Ai lạc lõng như thuyền trôi không bến, ai hận đời không một chút tình thương, ai thấy mình đang lạc lõng thê lương, mơ kiếp sống đượm mùi hương giải thoát, thì đây, mắt Thế Tôn nhìn xa ngoài ngàn dặm, lòng Thế Tôn như biển thẳm xanh màu, tay cầm chèo thuyền, thắp đuốc giữa đêm thâu, với pháp nhũ đầy vàng châu cảm mến. Nếu mà mình cảm nhìn lại mình á, mình thấy rằng mình là kẻ lạc lõng như thuyền trôi không bến, mình là kẻ nghĩa là hận đời không một chút tình thương, mình là kẻ thấy mình đang lạc lõng thê lương mà rất là mơ kiếp sống đượm mùi hương giải thoát. Đừng có lo, quý vị đã có cơ duyên đó. Tức là mắt Thế Tôn nhìn xa ngoài ngàn dặm, Phật nhìn xuống chứ Phật biết mình tâm niệm mình sao, bệnh tình mình sao hết, khỏi có kê toa bắt mạch gì hết, khỏi thưa gửi gì hết, nhìn xuống thôi là biết bệnh rồi, phải không? Mắt Thế Tôn nhìn xa ngoài ngàn dặm, lòng Thế Tôn như biển thẳm xanh màu, tay chèo thuyền thắp đuốc giữa đêm thâu, với pháp nhũ đầy vàng châu cảm mến. Thì nếu mình làm được như vậy, mà Đức Phật thương mình như vậy, thì mình là cái người hạnh phúc rồi, đời này có duyên được gặp Phật Pháp rồi, phải không? Nhưng mà đã gây nên lắm nghiệp kiên, lòng còn chứa chất tham kiêu mạn, sân si tật đố hạnh tà mê, miệng nói điêu hoa thêm dối trá, gạt lường ác khẩu lời vu oan, sát sanh hại vật thân gây tạo, thương tổn sanh linh để lợi mình, tam bảo chứng minh con sám hối, dứt tâm tương tục kể từ đây. Mà tương tục không phải dứt cái đục, tức là từ từ dứt mà Pháp Hòa thấy hình như khó dứt, từ từ nó lòi ra thêm, từ từ nó lòi ra thêm, dứt đứa này rồi cái đứa kia lòi ra tiếp tục, dứt đứa này cái đứa kia lòi ra tiếp tục, thành thử ra khó, khó lắm, nó giống như xin găm vậy đó, dứt cái chỗ này, dứt cái chỗ này cái đi ra, con khỉ mà lọt xuống cái dũng vậy đó, ảnh rớt hai cái chân ảnh xuống rồi, ảnh muốn chồi lên không được, cái ảnh mới lấy cái tay ảnh thọt ai nhè đâu, cái lấy cái tay chồi lên, cái bây giờ ba cái tay ảnh nó dính rồi, ảnh nghĩ rằng bây giờ còn có một tay thôi, thì phải làm sao mà đẩy luôn cái tay này ra nè, thì ảnh lấy cái tay ảnh hất lên cái nữa, cái nó dính luôn, bốn cái tay vô trong cái đống cao su đó, chân nhựa dính nè, rồi bây giờ ảnh nghĩ bây giờ hết rồi, còn cái đầu, làm sao, ảnh lấy cái đầu ảnh tông ra cái nữa, cái nó dính luôn rồi đó, y như vậy, cái tâm của chúng ta nó cũng như vậy. Thì nói tóm lại là cái bài kinh ví dụ tấm vải này, Đức Phật muốn ví dụ, nếu mà chúng ta muốn thành đạt được cái gì trong đời sống tu học của mình, thì ngay bây giờ mình phải giặt cái tấm vải tâm đó đi, để cho nó sạch, để cho nó trong, và để chúng ta có thể nhuộm bất cứ màu gì chúng ta muốn. Chúng ta muốn tu pháp môn nào cũng vậy. Quý vị thấy nè, tịnh độ là niệm Phật, niệm Phật phải cần cái gì, đòi hỏi cái gì? Nhất tâm. Niệm Phật phải đòi nhất tâm. Trì chú đòi cái gì? Cũng nhất tâm. Mà ngồi thiền đòi cái gì? Sống trong hiện tại thì cũng nhất tâm. Mà muốn nhất tâm thì phải trừ những cái dư tâm đi, thì lúc đó mới nhất tâm được. Nhất tâm ta là hết lòng, hết cái lòng. Mà muốn hết lòng thì chúng ta phải bỏ bớt, bỏ bớt những cái gì nó không đáng, đừng có để trong lòng. Càng để trong lòng nhiều chừng nào thì chúng ta càng khổ nhiều chừng đó, chứ không có ích lợi gì hết. Có phải vậy không? Càng để nhiều thì chúng ta càng khổ, không có ích lợi gì hết. Và khi mình hiểu được như vậy rồi thì tự nhiên mình là một người rất thông dong, rất tự tại. Ai nói gì, ai nói chi, mỉm mỉm cười, cho cơn giận nó được nguôi, cho gương mặt nó được tươi. Đó là cái bước đầu nha. Rồi cái bước thứ hai nè, ai nói gì thì mình cứ nghe, để làm chi? Nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều. Nghe cho sâu, hiểu cho thấu thì thương được nhiều. Nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều. Thở vô tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, u buồn tan biến còn chi. Còn gì nữa đâu, chứ nó không có giận, không có hờn. Có nhiều người họ nói những cái câu mình rất là khó nghe mà rất là khó chịu,
Nhưng mà chúng ta rất tự tại với nó. Hôm rồi mà mấy lần mình học nghi lễ, mình học tới ba đức đó, giải thoát, rồi gì nữa, bát nhã, rồi gì nữa, pháp thân, pháp thân, giải thoát, bát nhã. Không, ba cái đó gọi là ba cái đức đó, mà mình sao mình được ba cái đức đó, mình tự tại. Thì nó tóm lại tu, hễ khi nào mà tâm không còn vướng bận thì lúc đó mình an lạc, mình giải thoát, chỉ vậy thôi, không có gì khác hơn. Còn một chút vướng vít thì còn một chút khổ, hết vướng vít thì hết khổ. Cho nên trong các hạnh tu, cái buông xả cố chấp là tốt hơn hết, đừng có chấp cái gì hết. Mà quý vị bỏ chấp thì quý vị sẽ hạnh phúc vô cùng. Thử đi, ai không tin thử đi. Bây giờ quý vị cứ nghĩ nè, cái nhà mình nó chứa tùm lum á, rồi khi nào mà mình có cơ hội mình dọn dẹp, mình dục hết á, mình thấy cái nhà nó làm sao? Thấy cái nhà nó làm sao? Nó sạch, nó gọn, nó mát mẻ vô cùng. Cũng như vậy, trong lòng mà dẹp đi những cái gì mà nó không đáng là tự nhiên quý vị thấy tâm hồn quý vị nó thảnh thơi, nó nhẹ nhàng vô cùng. Người ta nói là công viên buồn, tượng đá cũng buồn đó. Tại vì sao? Lúc đó mình buồn, cho nên mình đi ra mình thấy công viên nó cũng buồn, mình thấy tượng đá nó cũng buồn. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Tâm mà buồn rồi thì không có thấy chỗ nào vui được hết đó. Mà tâm vui thì đi tới đâu cũng vui hết đó. Cho nên trong kinh Thủy Sám có nói đó, nghĩa là người biết đủ á, thấy không? Tri túc giả tuy ngọa địa thượng, vi du an lạc. Bất tri túc giả tuy ngọa thiên đường, diệt bất xứng ý. Người biết đủ nằm dưới đất vẫn thấy vui, người không biết đủ nằm trên thiên đường vẫn không thấy vui. Là như vậy đó, thấy không? Khổng Tử thì nói là tri túc tiện túc, đại túc hà thời túc, tri nhàn tiện nhàn, đại nhàn hà thời nhàn. Biết đủ là đủ, đợi đủ không bao giờ đủ. Có biết nhàn, có nhàn biết nhàn, đợi nhàn thì không bao giờ nhàn. Chỉ vậy thôi. Thấy không? Thành hồi nãy mình nói đó, đợi nhàn không bao giờ nhàn được hết. Cho nên là phải sẵn đây nhắc luôn, đại chúng mình đây thường xuyên công quả trên chùa, tới giờ ăn là lập tức đi ra mà ăn cơm, mọi chuyện đình chỉ hết, đừng có ráng đợi tôi xong cái này, đợi tôi xong cái kia, lát nó trễ thuyền trễ bè hết, đợi người này, đợi người kia, đợi người nọ, rồi lát đợi không được thì người kia giận, người kia hờ, người ăn ít, người nhiều, khổ vô cùng. Hả? Làm hình như mình có cái huông, ăn cái là phải chờ, thì ăn là mọi người tắt đèn dẹp đi ra ăn, ăn rồi người tay chân phụ dọn rửa bắt đầu công việc tiếp. Chỉ vậy thôi. Thôi hết giờ rồi.